là má, cô có ăn là sau này, mồm em là con, một tiếng má ăn lòng dài. Nhất bãi thiên đình, nhị bãi cao đường, cụ thể giao mãi đêm nay ta sai ta mãi thắng hai. Không còn em là đời anh chẳng ý nghĩa gì, anh phải cố gắng. Bông ba ngoài kia chục năm giờ cũng đã có dư gom về quê cưới nàng. Mời em đi về quê anh, treo xuồng ba lá, ngồi xa đá ngoài hồ cá mình cùng ta. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má, cũng có anh là sau này. Muốn em là con, chẳng chất đường nhà anh cứ đi bằng chân đất. Không sao, trưởng đàn thần nhất lũ nhốt lên bên giống qua đây anh cần tất. Làm vô miền Tây không có như không phải dễ, chỉ cần gặp đầu anh luôn luôn cho phải lễ. Ba con lối sớm hộp bao em tai ghế, một đời yên ngắm khi có được chàng trai quê. Vậy nào người ơi ga gáy, vậy đi, vậy đi nè, vậy ăn cái gì cho nó. Một mình lấn xe qua tới thưa mẹ cha, một bài ca hay bên nhà cát tham gia. Mời em đi về quê anh, treo xuồng ba lá, ngoài xa đá ngoài hồ cá mình cùng ta. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má, cũng có anh là sau này. Muốn em là con, một tiếng má anh lòng dài. Nhất bãi thiên đình, nhị bãi cao đường, cụ thể giao mãi đêm nay ta say ta mãi. Qua ngàn vạn năm giờ đây đã đến lúc rồi, chúng ta chung một nhà thôi. Nơi đâu bình yên bằng tình yêu của anh đối với em, không một câu dối gian. Muốn em là má, của con anh là sau này. Muốn em là con, một tiếng má anh lòng dài. Nhất bãi thiên địa, nhị bãi cao đường, cụ thể giao mãi đêm nay ta say ta mãi. Gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau cưới hỏi thì có lễ giáng liễn của ngày hôm nay, họ nhà trai của chúng tôi mang qua đây đôi liễn, xin kính trình quy tập hai người gái cho phép họ nhà trai chúng tôi giáng đôi liễn. Rồi sau đây tới cái phần mà trao phẩm vật là những quà xin lễ đó, chúng tôi xin chào chúng tôi đại diện chủ hôn hai bên gia đình là anh Chủ Chí và hai người gái thờ cúng. Đó là anh Mỹ à, hai anh có thể đứng lên. Đến lúc tình chuyện trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang, đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì gần ngày chi, một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau kế tiếp là xin phép quý tập người gái tập yoga để
Cho em sung sướng đến mai sau, đừng lo sóng gió, chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Trai tài gái sắc, đôi mình là nhất. Làng trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới, em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang, đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì gần ngày chi, một hai ba vô hết luôn. Kiều già ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay đồ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió, chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ giàu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về Vinh. Anh hứa yêu em mãi chung tình, mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em nhiều đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều già ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió, chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Sắp sân không khí tăng hôn linh đình, ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bới bên. Nhậu sáng đêm rượu năm lít bia năm chục lon, động phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành xuôi, thêm thằng cu hay cô công chúa lấy kèn vui. Lo mần ăn không là tiêu, anh em chi cốt đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu. Hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng mâm, coi bói ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ yêu đâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi găng lòng bạc hàng đầu. Em ơi em đừng lo, cày bên em luôn luôn có anh. Thề một câu luôn khi yêu là cười. Xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu. Hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng mâm, coi bói ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm.
Xem cháu thì Trang là con gái, mong anh chị dạy dỗ cho xem Phúc Tâm như là con trai. Đã từ lâu ra xem con trai nữa đi ạ. Kính thưa quý tộc hội nhà gái, thì các kiến thức của giải hôm nay thì tôi nói và hoàn tất lại kiến thức quan trọng nữa, chính là kiến thức lễ rước dâu bái trường ạ. Và chúng tôi thay mặt cho quý tộc hội nhà trai xin cảm ơn quý tộc hội nhà gái rất nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho các hội nhà trai của chúng tôi hoàn thành các kiến thức buổi lễ hôm nay. Một lần nữa thay mặt quý tộc hội nhà trai, sau đó là buổi tập lễ làm lễ bái đường làm rước dâu, thì chúng tôi xin kính mời kính thỉnh quý tộc hội nhà gái cùng tiễn đưa cô dâu về phía tư gia hội nhà trai của chúng tôi cùng dùng một bữa cơm thân mật với quý tộc hội nhà trai chúng tôi ạ. Nên đây thì xin kính chúc cho họ nhà trai mạnh khỏe, chúc cô dâu chú rể hạnh phúc. Và một lần nữa xin kính mời và kính thỉnh quý tộc hai gái là đón nhận cô dâu về phía tư gia họ nhà trai chúng tôi ở Cà Mau ạ, cùng dùng một bữa cơm thân mật với họ nhà trai chúng tôi ở trong nước có đi ạ. Rồi nhà hết năm nay mà không thấy tôi mách ba bà mà ngành giờ tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai mong một mai anh tới mang theo điệu hò đưa ra mà đến ta về chung nhà em sẽ lo trông dâu nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày hai lăm ta uống rượu giáo
cưới như ngày hội. Bò dê heo quay gà dầm hội, 500 mâm bạn đầy mồi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi. Xe chở cả hàng đoàn, theo anh về em sẽ không còn cực khổ. Nói là làm vô cái tính anh đàng hoàng, pháo hoa bấm nút là nổ. Bông tiền vàng bạc nặng cổ, người chúc đến hàng ngàn, cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ. Cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ, em hỏa thì thổ, nhà là phải có ruby bì hổ. Thoáng người thành ra chúng ta mỗi khi cưới cô dâu về đến quốc gia thì đều có làm lễ dân tiên ạ. Và cô dâu cũng về của chúng ta ngày hôm nay cũng như thân cũng không làm bài của lễ cái ạ. Và ngay bây giờ chương trình lễ dân tiên của chú nghệ cùng ban sách viên cùng với cô dâu thì ra sẽ được bắt đầu. Thay mặt những người làm chương trình xin kính chúc quý tập thay họ chúng tôi là kính chúc đại diện chủ hôm nay luôn gia đình luôn có được sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Và để bước vào chương trình lễ dân tiên, đầu tiên nhất là chúng ta xin kính chào kính mời đại diện chủ hôm hội nhà trai ạ, đó chính là anh Hữu Chí và chị Hải ạ, à, tiến về phía à. Hết một ngày mà không thấy là tôi mách ba bà mà ngành giờ. Tôi thức giấc lắm ngóng chờ ai ạ, à, mong một mai anh tới mang theo điệu hò đưa gió. Anh yêu em, anh yêu em nhiều.
qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa. Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có không sống lâu, chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Nhiều khi kiếm đây cô tiếc kiến thức là ngày đấy cô trong hàng đó là Quỳnh Trình Lan và Vũ Tâm thì họ hàng ấy cũng có lời chân thành cảm ơn. Từ lâu đã nói đến nay thì gia đình trong nhà ta cũng rất là khán giả lo lắng, được biết là anh cũng là đau chân cho nên là thấy ngày nay cũng là rất là khán giả sáng lên cũng có gặp khổ không phải không. Dạ, ông nói là tàn nó mệt quá rồi. Thì chúng tôi xin chân thành biết ơn ông bà con trai đã có nhiều công sức để là lo cho con cái đến ngày nay. Cảm ơn dân tộc và nhà gái đã đến dự đông đủ trong cái buổi lễ thành công hôm nay. Cái thứ hai thì tôi cũng xin có ý kiến là cháu Kỳ Trang thì nhỏ lớn lên thì đi học, rồi sau đó ra trường rồi đi làm đi dạy đó, cho nên là vấn đề công dung ngôn hạnh công chuyện trong nhà thì cũng rất là dở, thì mong được ông bà xui trai và gia tộc họ nhà trai dạy dỗ cho cháu để cháu được xứng đáng là cháu hiền vợ thảo. Xin chúc buổi lễ thành công tốt đẹp, chúc sức khỏe tất cả. Dạ, em xin nhắc lại với anh chị rằng là cháu Kỳ Trang thành rằng là anh chị nói là con dâu là nhưng mà về cái nhà em thì em nghĩ nó là bảo vệ cho mình mẹ. Ông bà ta từng nói là dâu hiền như con gái mà vợ thảo như con trai, mẹ ta cũng đã nói là vợ thì bây giờ cháu Kỳ Trang
từ nay cho nên con nói như là con gái của em anh chị cứ yên tâm, con gái cứ yên tâm. Thì để nối giữa cái cầu yêu thương cho cô dâu và chú rể của chúng ta bên nhau trong đời, và chúng ta cùng dành một tràng tay thật lớn để chúc mừng cho đại diện của ông ấy bên gia đình à, cũng như là cô dâu chú rể của chúng ta. Và ngay sau đây xin mời quý tập đại họ. May mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này. Điều anh muốn là luôn luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo xôi đâu, chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu. Yes I know, yes I know. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ. Yêu anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi. Để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Oh, ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi mãi không rời. Vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi, và từ nay về sau sống chung trong một thế giới. Hạnh phúc nhất đời người vì đôi ta kết thành phu thê. Năm tháng bên nhau những vui buồn, yêu thương chân thành nay mình thành đôi. Chúng con cảm ơn tình cha, cảm ơn nghĩa mẹ, con cảm ơn ông trời đã xe duyên cho chúng con.
kết thánh vợ trong trăm năm. Anh không cho em giàu sang, nhưng hứa thương em cả đời. Tình anh chỉ dành cho em. Về bên nhau mình chung một nhà, chung một tổ ấm, em làm vợ anh. Dù gian nan, dù khó khăn, vẫn một lòng chung thủy với nhau. Rồi có thiên thần dễ thương là tình yêu của nhau. Cứ chuẩn bị một năm bắt đầu từ mùa xuân, và đời người bắt đầu từ tuổi trẻ. Nếu như mùa xuân đem lại sự hồn vinh hoàng vật trên trái đất, còn tuổi trẻ thì đem lại tình yêu, hạnh phúc, lứa đôi, hôn nhân và gia đình. Tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta một trái tim. Nếu chỉ có một nửa yêu thương mà chúng ta còn phải đi tìm một nửa trái tim yêu thương nơi còn lại vào ngày hôm nay. Thật sự đó, Huy Hương đã đi tìm được một nửa trái tim yêu thương nơi còn lại rồi đó các bạn ạ. Quý thưa quý vị, trai lớn lên tìm vợ, còn gái lớn lên gả chồng. Chính vì lẽ đó mà ngày hôm nay chúng tôi muốn nói về câu chuyện tình yêu giữa chàng trai Hồ Tâm và cô gái Thùy Trang. Hai người đã quen nhau, yêu thương nhau và cùng nhau chọn cho mình những hạt giống để ươm mầm hạnh phúc. Mong rằng những hạt giống ấy sẽ đâm chồi nảy lộc, đúng độ Tết đến xuân về, hoa hé nở, mừng ngày vui tới. Đó là ngày cưới của đôi ta, cho cánh chim bay gặp về ngân hàng, cho đôi bạn trẻ về nơi tổ ấm. Quý thưa quý vị, qua thời gian dài tìm hiểu và yêu thương nhau, chàng trai Hồ Tâm và cô gái Thùy Trang đã lựa chọn hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày chính thức làm lễ thành hôn nên như vợ chồng. Và ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn và thật nồng nhiệt để cùng chào đón hai gương mặt đẹp nhất và lộng lẫy nhất trong ngày hôm nay. Xin mời chú rể Hồ Tâm và cô dâu Thùy Trang. Quý vị và các bạn đang chứng kiến một màn rất đẹp với nhau, chú rể tay trong tay, vai kề vai, hai trái tim cùng chúc một điều đạm e, trái tim liền cảnh như cây liền cành, dây chầu vẫn vẫy thân cao, chúc cho hai cháu bên nhau trọn đời. Vỡ xin mời những chàng pháo tay của quý vị đã đưa đôi Huy Hương lên đài qua thời phút. Các quý vị, cây có gốc với sông cần nảy ngọn, nước có nguồn bể rộng sông sâu. Đó là truyền thống, là đạo lý miền đời của dân tộc Việt Nam. Trong những phút trọng đại và thiêng liêng như thế này, cho phép tôi, những người làm chương trình, trân trọng giới thiệu đến quý vị những người đã góp công xứng thành dưỡng dụng, đồng là chủ hôn của cô dâu chú rể trong ngày hôm nay. Về phía đại diện chủ hôn họ nhà trai, xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Tô Hữu Chí và bà Minh Thị Hải. Về phía đại diện chủ hôn họ nhà gái, xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Hà Đăng Mỹ và bà Huỳnh Thị Thu Tâm, là sắp xếp tiếp theo của cô dâu Thùy Trang tiến về phía đại đài để chúng tôi toàn thể cùng dành một chào tay lực lớn để cùng chào đón đại diện chủ hôn họ nhà gái. Kính thưa toàn thể quý vị, hiện tại trên sân khấu của chúng tôi là những nhân vật đẹp nhất, quan trọng nhất và hạnh phúc nhất của ngày hôm nay. Chú rể Hữu Tâm, cô dâu Thùy Trang cùng bố mẹ của mình xin ra mắt, cúi đầu kính chào đến toàn thể quý vị. Một lễ cúi đầu đi ạ. Một chào tay lực lớn thưa quý vị. Vâng, xin mời các chiều. Kính thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta chính là một bức tranh muôn màu, muôn vẻ. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta lại đặt lên đó những nét vẽ, làm cho bức tranh của chúng ta hoàn thiện hơn, lung linh hơn. Ngày hôm nay, Tô Minh Hương đã về nét sắc hồng được rực, đã nhấn ngày mà tình yêu của họ thật sự thăng hoa. Minh chứng cho tình yêu đó, mời quý vị và các bạn cùng hướng mắt về phía sân khấu của chúng tôi và hãy vang lên những tràng vỗ tay rộn rã thay cho tiếng hô quý thật giòn giả tưng bừng và cùng chứng kiến những giây phút đẹp và hạnh phúc nhất của cô dâu chú rể qua cái thức mắt. Phu thê đến bắt đầu đừng lỡ chuyến đò. Hôm nay hạnh phúc nhất đời người, vì đôi ta kết thành phu thê.
năm tháng bên nhau những vui buồn, yêu thương chân thành nay thành đôi. Chúng con cảm ơn tình cha, cảm ơn nghĩa mẹ, con cảm ơn ông trời đã xe duyên cho chúng con kết thánh vợ trong trăm năm. Anh không cho em giàu sang, nhưng hứa thương em cả đời. Tình anh chỉ dành cho em. Về bên nhau mình chung một nhà, chung một tổ hợp. Của mùa của những đôi bạn trẻ đã hứa yêu nhau, và đó cũng chính là mùa của những nụ hôn. Nhắc nụ hôn, chúng ta nhớ đến nhà thơ Xuân Diệu có ghi những câu thơ sau: anh muốn làm sống biết, không bài cát vàng em, không thật kẻ thật êm, không em đền mạnh mạnh. Đã hôn rồi, hôn lại, hôn mãi hôn đời, cho đến tan cả đất trời, anh mới thôi giàu dàng. Kính thưa quý vị, để chứng tỏ rằng tình yêu của chú rể Hữu Tâm và cô dâu Thùy Trang thật mạnh liệt, sâu sắc, thiêng liêng và cao quý nhất trong giờ phút trang trọng của ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị, đức nhân đưa ra hai điều kiện để cho chú rể lựa chọn ạ. Điều kiện thứ nhất là chú rể sẽ ẵm cô dâu đi khắp bàn tiền để cho mình lưu niệm ạ. Chú rể có thực hiện được không ạ? Chú rể sẵn sàng ạ. Và điều kiện thứ hai, chú rể sẽ trao chú dâu một nụ hôn nồng nàn trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Và như thế chú rể chọn điều kiện nào ạ? Chú rể chọn điều kiện hai, một điều kiện các chị thực hiện và tràn đầy ý nghĩa trong buổi tiệc hôm nay ạ. Quý vị đồng ý cho cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn không ạ? Rồi, vâng, xin cảm ơn những tràng pháo tay của mình rất nhiều. Và để thực hiện điều kiện như là nghi thức trao nụ hôn, mời cô dâu chú rể đứng quay mặt vào nhau ạ. Đứng chắc của chú rể ạ. Tôi đến từ 1 tới 3, chú rể xin chào cho cô dâu nụ hôn nha. Và chú rể biết hôn ở đâu không ạ? Chú rể nói là đừng hôn lên má em đâu, hôn môi em thăm ngọt ngào tình em. Chú rể chọn vị trí đúng không? Chính là ở đường môi ạ. Quý vị, đúng là nhà nước cấm hấu thì mới vui, nhưng bên cạnh đó chúng ta còn có những chàng pháo tay rất là nhiệt tình. Vỗ tay vừa vui vừa khỏe lại vừa xin cái điều tay ta bổ nha. Trên lung lên không chừa vỗ tay bây giờ. 1, 2, 3, nụ hôn bắt đầu. Ngay từ giờ phút này, quý vị cho phép đức nhân gửi cô dâu và chú rể về vòng tay yêu thương của quý vị để đón nhận những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cô dâu chú rể trăm năm tình duyên vạn, bắt đầu nghề phu thê. Chúc cho tình tông gia hai họ ngày càng bền chặt và gắn bó keo sơn. Chúc cho toàn thể quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Dù gian nan, dù khó khăn, vẫn một lòng chung thủy với nhau. Rồi có thiên thần dễ thương là tình yêu của chúng mình. Hãy giữ lời nghĩa phu thê đến bắt đầu đừng lỡ chuyện đó. Về bên nhau mình chung một nhà, chung một tổ ấm, em làm vợ anh. Dù gian nan, dù khó khăn, vẫn một lòng chung thủy với nhau. Rồi có thiên thần dễ thương là tình yêu của chúng mình. Hãy giữ lời nghĩa phu thê đến bắt đầu đừng lỡ chuyện đó. Hãy giữ lời tình nghĩa phu thê đến bạc đầu đừng lỡ chuyện đó.
bên cạnh em chở che và thương yêu. Và chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng những điều tươi đẹp nhất. Em yêu chồng. Xin hứa là sẽ ở cạnh em đến hơi thở cuối cùng. Ngàn người đang chúc phúc cuộc tình, ngàn màu hoa.